Tập 6. Trưởng quan, theo quy định không được có bất cứ tiếp xúc nào với phạm nhân. Vết chai của ông ở hổ khẩu và ngón tay. Không cầm súng trên 3 năm phải không? Người cầm phấn 5 năm. Vết chai nên ở hai đốt trên ngón tay. Hơn nữa ông mới cai thuốc chưa được bao lâu phải không? Lúc tôi nói chuyện, tay ông bất giác nâng lên. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại theo thói quen. Cai trị bệnh tim có đúng không? Hay là nhiệm vụ của tình hình đặc biệt? Tình hình đặc biệt gì? Tôi không biết cậu đang nói gì hết. Tôi nghĩ có lẽ là để tiện cho việc gửi tình báo định kỳ. Người vợ mà Đảng Cộng sản sắp xếp cho ông có bệnh viêm phế quản cần định kỳ lấy thuốc. Còn ông thân là người chồng chu đáo tinh tế, cứ cầm điếu thuốc trông có vẻ không đúng mực. Toàn bộ thiết kế của tổ chức ông đều có vấn đề. Nhưng mà thời gian quá ngắn ngủi, không đủ để ông biến thành người khác. Xem ra điều trưởng quan Miêu dạy cậu không quên gì hết. Học phí mà vô số anh chị em dùng sinh mạng để nộp, làm sao mà tôi quên? Trưởng Phùng Phương, cục trưởng Lưu ở cục cảnh sát mời cậu uống trà, rất gấp. Rất đúng lúc. Ra ngoài hít thở không khí. Các cậu hỏi tiếp đi. Hai hôm trước không phải mới tặng quà cho họ sao? Sao lại mời uống trà nữa rồi? Học sinh lại ra phố, thị trưởng nổi trận lôi đình, muốn nhờ chúng ta giúp đỡ. Bình thường ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn, gặp chuyện khó xơi này thì nhớ tới chúng ta. Cục trưởng Lưu ở cục cảnh sát đích thân gọi điện tới, anh ấy không đàn áp nổi. Nói về sự vô dụng, anh ta đứng đầu đó. Khắc Hải đã quen hết chưa? Cũng tạm thôi. Chưa quên bản lĩnh trước kia, chỉ là làm việc vẫn chưa đủ nhẫn tâm. Điều tra rõ ràng bối cảnh của cậu ta hay chưa? Đã tra rõ rồi. Tôi đang định sắp xếp vị trí gì đó cho cậu ấy. Với giao tình của hai người ít nhất là không thể thấp hơn tôi. Đó là dĩ nhiên. Người anh em hút thuốc không? Trưởng quan không hút thuốc. Chỉ có thể làm phiền cậu giúp tôi mua gói thuốc cho mấy được không? Tôi nghĩ hút thuốc có thể khiến cho mấy bình tĩnh hơn. Dạ. Chịu khổ rồi. Còn mạng, nếu đã vào 76, không cần che đậy thân phận nữa, có thể sống sót trở ra, không liên quan gì tới thân phận hết. Nếu thân phận không quan trọng thì tại sao còn dây dưa điều gì nữa? Bởi vì đối với ác ma, che đậy thân phận là sỉ nhục trí tuệ của họ. Đó là điều họ quan tâm nhất. Họ sao? Không lẽ cậu không phải một trong số các ác ma đó? Cậu không phải. Lún sâu địa ngục, thành ma thành Phật, chẳng qua chỉ trong phút chốc. Trình Anh chữ cửu, Nguyệt chiêu Tây Hương, một mất một còn. Lẽ nào tự quyết định được sao? Thuận theo thời thế thôi. Trưởng quan, thuốc.
Châm cho ông ấy. Tôi không hút. Đừng có mà không nể mặt nha. Bỏ đi. Một kẻ sắp chết, cần chi làm khó ông ta. Để lại hai điếu thuốc cho ông ta đi. Quay về rồi muốn hút thì hút. Đừng làm hỏng quy tắc. Để ông ta tự lấy. Dạ. Trưởng ban của cậu không có ở đây, tôi cũng không hỏi được gì. Đi thôi. Cậu đưa ông ta về đi. Tôi ra ngoài cho tỉnh táo. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Thà làm ma chết dinh chứ không làm nô lệ mất nước. Náo loạn quá vậy. Đám học sinh này còn quá trẻ, chưa từng chịu thiệt, chưa trải sự đời. Học sinh mà. Bọn trẻ ở độ tuổi này dễ xúi dục nhất. Đụng cái là cháy ngay. Nhưng dập lửa cũng dễ. Cho chút bài học sẽ tắt thôi. Tôi thì không ngại bắt thêm mấy người, nhưng cũng phải có lợi ích chứ. Tôi hiểu rồi. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Thà làm ma chết dinh chứ không làm nô lệ mất nước. Thà làm ma chết dinh chứ không làm nô lệ mất nước. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đá đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Thà làm ma chết dinh chứ không làm nô lệ mất nước. Thà làm ma chết dinh chứ không làm nô lệ mất nước. Nói như vậy, toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ đều chờ sau khi nhân viên thẩm vấn đó đi mới tiến hành sao? Phải đó. Hơn nữa nói trên trời dưới đất tôi nghe không hiểu lắm. Có ghi âm lại không? Ghi âm lại rồi. Cậu đi đi. Dạ, khoan đã. Hai điếu thuốc này chắc chắn chưa từng qua tay Trần Khắc Hải. Tôi chắc chắn là tuyệt đối chưa. Không tin anh hỏi nhân viên ghi chép mua thuốc đi. Dạ. Lão Kim. Trình Anh chữ cưỡng, Nguyệt chiêu Tây Hương, nguyện cùng anh đảm nhận trọng trách. Thật không ngờ đến cả người mình mà cũng nghe lén. Tôi tới bản thân của tôi cũng còn không tin. Không sai. Bối cảnh của ông xử lý khá sạch sẽ. Tới độ tôi muốn bắt người nhà để uy hiếp ông, tôi cũng hết cách. Bản thân ông thấy không có gì đáng sợ. Một thân một mình không dính bận gì hết. Có đúng hay không? Nhưng mà tôi tin tổ chức của ông chắc chắn biết tình hình gia đình của ông. Lúc trạm Thiên Tân bị tra ra, tôi đã để lại hai bức thư ở trạm rồi. Một là thư nhà của ông, cái còn lại là thư nhà của đồng nghiệp ông. Trong thư của đồng nghiệp ông, tất nhiên là tôi đã viết những lời ca ngợi về đảng của ông. Ông đoán lá thư của ông đã viết những gì? Cậu... cậu đúng là quá bỉ ổi. Yên tâm đi, nội dung chí mạng tôi đều dùng mực ẩn. Chỉ cần ông khai thật ra, tôi tin là đảng của ông nhất định vẫn cho rằng trong thư nhà của ông đang viết những lời ca ngợi. Thế sao? Tôi tin vào sự phán đoán của tổ chức đảng. Tôi cũng tin sự phán đoán của đảng ông. Nhưng mà tôi nói cho ông biết một sự thật. Cuộc thẩm vấn dài đằng đẵng sẽ đánh đổ ý chí của người khác. Nếu bị tổ chức nghi ngờ, sẽ có hậu quả gì? Không cần tôi nói nhiều đâu, có đúng không? Cậu
Ông nghe kỹ cho tôi. Tôi chỉ hỏi ông một chuyện thôi. Người hôm nay thẩm vấn ông, đồng nghiệp của tôi, có phải là người của ông không? Cậu... Cậu kỳ quá, không biết gõ cửa sao? Nhiều chuyện quá. Nhìn gì vậy, mòn khuya đi. Chưa nghe gì sao? Phạm nhân trong tù khai rồi. Khai rồi thì bắt người đi. À phải rồi, bắt người là chuyện của tổ trinh sát hành động cậu mà. Cậu làm gì vậy? Cậu biết người bị khai là ai không? Không cần biết, không hứng thú. Mau ăn đi. Khách Hải, cơ tôi mua gì cho cậu đây? Beef steak Sullivan mới chiên xong. Chú Trần, lấy ra đi cho nóng. Làm gì vậy? Mới mua một đống sách ở thành Nam, hôm nay mới tới nên sắp xếp lại. Tôi giúp cậu nha, nếu không đồ ăn sẽ nguội đó. Cậu làm gì vậy? Tôi tự làm. Yên tâm đi, tôi biết quy tắc của cậu mà. Tiểu thuyết Trần Khắc Hải là đảng Cộng sản. Cậu đang giỡn cái gì vậy? Cậu đừng quên Trần Khắc Hải xuất thân ra sao. Đảng Cộng sản có thể chấp nhận cậu ta sao? Vậy thì chưa chắc. Chưa chắc gì chứ. Cậu nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cậu đi. Tôi nói cho cậu biết, chắc chắn là cha nội này ở trong tù chịu không nổi, tùy tiện cắn đại một người làm ma chết thay. Chuyện này trước kia đâu phải chưa từng gặp. Nhưng sao ông ta không cắn cậu, không cắn tôi, mà cứ phải là Trần Khắc Hải? Chê cậu hôi, chê cậu đừng ăn đồ của tôi mua. Tôi bắt vào đây, cậu cắn được chúng ta sao? Cái ông đó chưa từng gặp qua tôi, là cậu tự tay bắt ông ta vào đây. Trần Khắc Hải thâm niên ít, không cắn cậu ta thì cắn ai? Nói là tôi cũng cắn cậu ta. Nói là cậu không cắn sao? Không có lửa làm sao có khói. Trần Khắc Hải đột nhiên xuất hiện, cậu không thấy là đáng nghi lắm sao? Trần Bân ơi là Trần Bân. Trần Khắc Hải đáng nghi hay không, chúng ta tạm thời không nói. Nói cậu đi, sao đi? Bạn học cũ quay về cậu không thấy vui sao? Tôi thấy cậu đúng là có vấn đề đó. Còn nữa nha, nếu Trần Khắc Hải không về, cậu phải cắn tôi thôi. Vậy tôi đã nằm dưới sông Hoàng Phố cho cá ăn rồi. Cậu khoan kích động đi, tôi đâu có nói là cậu ta phải. Phương Lê đã đi rồi mà. Trần Khắc Hải có phải đảng Cộng sản hay không, ngày mai chúng ta tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa Trần Khắc Hải nếu là đảng Cộng sản, tôi tin Phương Lê chắc chắn không thể bao che. Cậu mua gì vậy? Tự chữa lại mà ăn đi. Cậu đúng là bốc quả rồi. Đồ thô thiển. Cậu biết không, năm ngoái tôi tra khảo một ông già thuộc đảng Cộng sản quốc tế. Trước lúc chết, ông ta chỉ có một nguyện vọng, chính là uống một ly rượu vodka. Tôi liền cảm thấy rất lạ. Loại người máu lạnh như là bọn họ, sao lại mê rượu như là mạng chứ? Cậu đoán xem ông ta nói gì? Không có hứng thú để đoán. Nhạt nhẽo. Ông ta nói với tôi, rượu là thứ đồ tốt. Những người IQ như là chúng ta và năng lực hơn người khác, chỉ khi uống rượu mới có thể giúp IQ của chúng ta giảm sút, để có thể hiểu được những người có tư chất bình thường. Kẻ này đúng là tự phụ thiệt đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên đến lúc ông ta sắp chết, tôi không cho ông ta uống một giọt rượu nào. Cậu cũng biến thái kìa. Đám người như họ là như vậy. Cứ cảm thấy sắp chết rồi thì nên đáp ứng di nguyện của họ. Nhưng họ không biết là tôi chỉ thích giao dịch thôi. Trên người họ không có giá trị, sao phải đáp ứng nguyện vọng của họ làm gì? Phải rồi, hôm nay tên đảng Cộng sản đó cũng đã làm một vụ giao dịch với tôi. Cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi sao? Nói đi, ông ta khai gì với cậu? Ông ta đã nói ra một cái tên với tôi, một cái tên nằm vùng bên cạnh tôi. Ông ta nói tôi sao?
phải đó. Cậu coi có nực cười không? Có phải ông ta còn nói ám hiệu liên lạc của chúng tôi là Trình Anh Chữ Cửu, Nguyệt Chiêu Tây Hương không? Chuẩn Quan Miêu từng dạy chúng ta ám hiệu liên lạc càng đời thường càng tốt. Cậu nghĩ Trình Anh Chữ Cửu, Nguyệt Chiêu Tây Hương tám chữ này đời thường sao? Nếu không đời thường thì sao cậu lại nhắc với ông ta? Cũng tại cậu thôi. Suốt ngày ép tôi lập công, tôi liền nghĩ dùng những chữ này thử ông ta, để ông ta hiểu lầm tôi là người của họ, nhắc ông ta có thể giao tình báo cho tôi, để ông ta đi làm anh hùng chống giặc hy sinh. Hơn nữa tôi sắp thành công rồi. Cậu không chú ý câu hỏi của ông ta sao? Bởi vì đối với ác ma mà nói, che đậy thân phận là đang sỉ nhục trí tuệ của họ đó. Đó là điều họ quan tâm nhất. Họ sao? Không lẽ cậu không phải một trong số các ác ma đó? Cậu phải không? Ông ta có lẽ đang có ý xác nhận thân phận của tôi. Chỉ cần tôi dẫn dụ bước nữa, tôi tin ông ta có thể giao tình báo cho tôi. Nói như vậy là tôi đang phá hỏng chuyện tốt của cậu sao? Tất nhiên rồi. Nếu không phải cậu quá nóng vội ép ông ta vào đường cùng, sao ông ta có thể cắn tôi chứ? Cậu có phải là Đảng Cộng sản không? Tôi có phải hay không thì nói sao đi. Tôi chỉ muốn biết là cậu tin tôi hay không. Nếu tôi không tin thì sao? Chút nữa tới tổng bộ một chuyến, ghi lời khai. Nếu tôi không muốn đi thì sao? Cậu buộc phải đi. Được thôi. Cậu làm gì vậy? Làm theo phép công. Nhiều đó đủ rồi, chỉ làm bộ thôi.
Có phải bất ngờ lắm không? Cô ấy vẫn còn sống. Mau nói, nếu ông muốn chết, cần gì phải kéo tôi xuống nước? Tôi dám nói ở số 76 này không có ai nhân từ với ông như tôi đâu. Nếu như ông nói tôi là người của các ông, tất nhiên sẽ biết lai lịch của tôi. Mau nói đi. Độ tuổi, họ tên, quê quán, lịch sử của tôi. Những thông tin này tôi đọc xong đã quên lâu rồi, ai còn nhớ chứ? Nhưng mà tôi từng thấy qua ảnh của cậu. Chuyện này tôi không quên được đâu. Nhìn thấy ở đâu? Nếu ông từng coi qua tài liệu của tôi, tất nhiên sẽ biết cấp trên của tôi là ai. Sao không khai ra luôn? Cậu không cần biết tôi nhìn thấy ở đâu. Cậu đã hứa với tôi, tôi chỉ cần khai cậu ta ra, cậu sẽ tha cho tôi. Tất nhiên tôi đã hứa thả ông rồi. Trình Anh, Chữ Cửu, Nguyệt Chiêu, Tây Hương nguyện cùng anh đảm nhận trọng trách. Anh muốn chết thì cũng nên giao tình báo cho người khác chứ. Anh luôn miệng nói muốn tôi giết chết anh em của mình. Tình báo đâu? Tình báo đâu rồi? Rốt cuộc tình báo đang ở đâu? Nhưng mà tôi không biết. Tôi không biết tình báo gì hết. Tôi không biết thật mà. Được rồi, đối chất xong rồi. Hài lòng chứ? Tôi đi được chưa? Cậu ta là người của chúng tôi đó. Cậu phải tin tôi. Cậu phải tin tôi. Im miệng đi. Ông tự mà nghĩ cách làm sao giữ được mạng mình đi. Tôi thực sự là không biết. Hay là các cậu giết chết tôi đi. Giết chết tôi cho rồi đi. Chuyện gì vậy? Không được, ông ta phát bệnh rồi. Gọi Lão Kim tới đây. Dừng, đi. Há miệng. Nhìn cái gì? Nitroglycerin. Ông ta bị bệnh tim mà. Tôi sợ ông ta không chịu nổi tra khảo, cho nên trên đường đã mua một lọ. Yên tâm đi, bây giờ có thể tra khảo tiếp rồi đó. Được rồi, đừng giận dỗi như vậy. Ông muốn chết sao? Ông càng muốn chết, tôi càng không muốn cho ông chết. Ông cũng không cần ôm hận cậu ấy. Con người cậu ấy từ nhỏ đã như vậy. Con chó con mèo nào chết cậu ấy cũng không để tâm, huống chi là một người sống sờ sờ như vậy. Tôi đã không còn lợi ích gì với các người nữa rồi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Ông nghe ông nói gì kìa? Ông ở trạm Thiên Tân nằm dùng cho đảng Cộng sản 3 năm. Không nghĩ cũng biết ông quan trọng cỡ nào. Nên chỉ cần ông không chết, họ sẽ cố gắng hết sức tới cứu ông. Ông nói coi ông có ích hay không. Cậu mau lên. Nhanh lên, gọi bác sĩ đi. Sao rồi? Báo cáo trưởng quan, tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng mà với tình trạng sức khỏe hiện giờ cô ấy, cộng thêm điều kiện vệ sinh trong tù, rất dễ nhiễm trùng và tái phát bệnh tim. Chỉ sợ rằng không dễ cầm cự đâu. Nhiễm trùng hay không không quan trọng, chỉ cần cầm cự 1-2 tuần là được rồi. Chuyện này không thể nói trước được. Có lẽ 1-2 ngày là mất mạng rồi đó. Tôi đề nghị đưa tới bệnh viện điều trị đi. Không hỏi được gì, người đã chết rồi. Cậu ăn nói được sao? Hay là nghe lời bác sĩ đi. Kế bên là bệnh viện lục quân của người Nhật và bệnh viện người Nhật. Ông ấy sẽ không chạy được đâu. Tôi cũng biết là bệnh viện đó tốt, nhưng bây giờ giường bệnh đang thiếu. Hai hôm trước Tặc La bị thương, lấy đơn của Lý Sĩ Quận mới được cho ở 3 ngày. Chỉ vì tên không đâu này, họ chịu chừa ra một chiếc giường sao? Vì làm phiền anh, kê thuốc tốt cho ông ta, để ông ta cầm cự 1-2 ngày trước. Nếu không thể tới bệnh viện thì chọn một chỗ sạch sẽ cho ông ta đi. Trưởng phòng Phương, điện thoại của tòa thị chính. Được rồi, làm theo lời của cậu ấy, dọn một chỗ sạch sẽ cho ông ta đi. Uống thuốc tốt một chút. Tôi nghe điện thoại cái đã. Dạ. Cậu ở đây đi. Đừng mà. Đi chung đi. Coi chừng lại nghi ngờ đó. Coi cậu nhỏ nhen chưa kìa. Ở lại đi. Tôi biết, tôi biết. Trị an đúng là rất quan trọng. Phải. Nhưng mà chúng tôi là đặc công.
Thật tình là không giúp được gì đâu. Hay là anh tìm Trấn Băng Hình ở phòng 1 đi, có được không? Phải, anh ấy thích duy trì trật tự. Anh tìm anh ấy thử coi. Cái gì? Giết người sao? Tôi nói cho anh nghe, chắc chắn không được. Chúng tôi tuyệt đối không làm hại người dân. Mộ tổ nhà tôi sẽ khó giữ đó. Phải phải, yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Tôi... Một bí thư nhỏ nhoi của tòa thị chính lại dám ra lệnh cho tôi sao? Tôi kiểm tra thuốc rồi, không có vấn đề. Còn có hiệu thuốc gia đình đó, cũng là tiệm mười mấy năm, không có gì khác thường hết. Còn nữa, phạm nhân đó sợ là không ổn đâu. Bác sĩ nhà Lao nói bệnh tình hiện giờ của ông ta phát triển rất nhanh. Tiếp tục như vậy chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Sợ cái gì thì tới cái đó. Vậy đi, đưa tới bệnh viện địa phương trước, cho người coi chừng. Trần Khắc Hải đâu? Cậu vừa đi thì cậu ta về phòng làm việc của mình rồi. Nói là tránh để nghi ngờ. Tôi nói anh nghe, cậu ta là đang trốn đó. Anh nói với cậu ấy, các chuyện này đều do cậu ấy toàn quyền phụ trách. Kêu cậu ấy tìm người thăm dò, xong đưa người qua đó. Được. Bác sĩ, chỗ của anh có phòng bệnh đơn không? Có, tôi đưa cậu đi coi. Hai cậu ra ngoài chờ đi, để ý coi có cửa sau hoặc là lối ra khác không. Chút nữa chờ tôi ở đây. Dạ. Mời qua bên này. Đồng chí Trần Khắc Hải, cực khổ rồi. Trưởng quan, hôm qua tra khảo sao rồi? Chuyện hôm qua... Bưng Bưng, tới sớm vậy? Được, cậu đi làm việc đi. Tôi nghe nói Phương Lê bắt Khắc Hải tra khảo tội phạm trong đêm. Kết quả cậu đoán thử coi. Nói luôn đi. Khắc Hải được giao trọng trách, phạm nhân đó sẽ do cậu ta phụ trách. Tôi thấy cậu ta nếu lần này làm tốt sẽ được thăng chức rất nhanh. Cậu nói cậu coi, có đúng không? Mệt sống mệt chết, chạy tới Thiên Tân, kết quả là làm mai cho người ta. Người tốt tặng cho Khắc Hải công lao lớn như vậy, tình bạn học này của cậu tôi không so được đâu. Người tốt. Bộ dạng nhỏ nhen của cậu kìa, không sửa được sao? Từ khi trạm Thiên Tân bị quỷ, tổ chức lại phái cậu vào số 76. Với quan hệ của cậu và Phương Lê, không lẽ cậu ta không nghi ngờ cậu sao? Cậu ta chắc chắn là nghi ngờ tôi. Phương Lê bản tính đa nghi, ngay cả bản thân mình còn không tin, huống chi là người khác. Nhưng tài liệu tổ chức chuẩn bị cho tôi cực kỳ hoàn hảo, cậu ta tuyệt đối không tra được đâu. Nói chuyện chính đi, tình hình của lão Triệu sao rồi? Thuốc lần trước anh đưa có tác dụng rồi, nhưng mà sức khỏe của ông ấy sợ là không lạc quan đâu. Nhưng tôi đã tìm cách đưa ông ấy tới bệnh viện. Chỉ cần tới bệnh viện là có thể tiến hành cứu chữa. Chuyện này cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp bệnh viện ổn thỏa. Nếu không tôi cũng không ở đây liên lạc với cậu đâu. Nhưng mà tôi nghe nói cậu cố ý kêu lão Triệu khai cậu ra. Nước cờ này cậu dùng thật sự quá nguy hiểm. Tôi cũng hết cách rồi. Số 76 không cho người tra khảo và phạm nhân có tiếp xúc. Dựa vào kế hoạch ban đầu của chúng ta, thuốc đó hoàn toàn không được đưa tới tay lão Triệu. Tôi chỉ đành bắt ông ấy khai ra tôi, nhân lúc đối chất đưa thuốc cho người. Cũng may lão Triệu biết hai điếu thuốc đó có ám hiệu. Anh và ông ấy đều ở Diên An tới, tất nhiên biết điếu thuốc đó đại diện cho điều gì rồi. Hai điếu thuốc đó là đại diện anh ấy phải khai ra đồng chí nằm giường, tranh thủ thời gian để giải cứu. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy làm như vậy thì quá mạo hiểm rồi.
Anh không hiểu tính tình của Phương Lê đâu. Chúng ta buộc phải chơi trò thật giả với cậu ta, cậu ta mới không hiểu được ý đồ của tôi. Anh có tin, Lão Triệu càng khẳng định là tôi, cậu ta càng không thể tin tôi là đảng Cộng sản. Xem ra Trần Khắc Hải không phải là nội gián. Nói thật lòng, lúc tên đảng Cộng sản đó khai ra cậu ta, tôi chút nữa đã tin rồi đó. Nếu không phải cậu kiên trì đối chất với cậu ta, thì tôi đã trực tiếp ra tay. Vậy thì đúng rồi, bối cảnh cậu ta trong sạch như vậy. Nếu cậu ta là đảng Cộng sản, thì cũng không thể người nào cũng tùy tiện biết được thân phận của cậu ta. Hơn nữa, nếu công tác bảo mật của đảng Cộng sản đều như trò đùa, cũng không đủ để trở thành đối thủ lớn nhất của chúng ta. Còn cái tên đảng Cộng sản hôm nay, ông ta chỉ biết cắn chặt cậu ta mà không nói ra được bất cứ thông tin hữu ích nào khác. Lần này tôi đem người bao vây nhà cậu ấy, còn đeo còng dẫn theo cậu ấy ra. Sợ là đã tổn thương cậu ấy rồi, vẫn nên mua cái gì đó để mà dỗ ngọt người ta. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hai điếu thuốc cậu ta đưa cho phạm nhân có chút gì đó kỳ quái. Alo. Chuyện tốt. Đây đây, uống nước đi. Uống đi, nhanh lên. Tôi không thích uống nước. Cậu coi cậu đó, suốt ngày chỉ toàn rượu thôi, cà phê, còn thuốc ngủ nữa. Cậu sắp thành ma quỷ gì rồi? Tôi nói cậu biết, uống nhiều nước ấm không có gì là xấu. Nè, sao vậy? Một năm không gặp anh vẫn lải nhải như vậy sao? Không uống đâu, để nằm một chút. Cậu đó, đừng có trách tôi lải nhải. Trước đây ở tiền tuyến đối mặt với kẻ địch đều là giao súng thật, cứ làm liều đi, cùng lắm thì chết. Nhưng mà công việc bí mật thì khác. Cậu không biết ai sẽ đâm sau lưng cậu. Cậu cần một sức khỏe tốt thì mới có thể giữ gìn được sự cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi. Cậu có hiểu ý của tôi không? Được rồi, biết rồi mà. Tới giờ rồi đó, cậu ra ngoài đi. Chỉ cần Lão Triệu nhập viện, chúng tôi lập tức triển khai ứng cứu. Tôi nằm thêm chút nữa được không? Tôi đã lâu rồi không yên tâm ở một nơi lâu như vậy. Tới giờ rồi. Đi nha. Nè, nhóc con. Chú ý an toàn đó. Được rồi, không có vấn đề thì rút đi. Lão Kim. Nè, còn giận sao? Hôm nay tôi cố tình tới xin lỗi cậu đó. Ở đâu ra vậy? Thế sao? Món quà này đủ đô chưa? Cậu đúng là đánh một bạt tai cho một quả táo. Thôi đi, vậy thì trả tôi. Quà đã tặng rồi làm gì có chuyện đòi lại chứ. Vậy chuyện hôm qua coi như xong nha. Tôi đến chính trước, tôi hoàn toàn là nể mặt gia rượu này thôi. Nếu không cậu lấy rượu tám người khiêng cũng vô ích. Giao tình 20 năm không quan trọng bằng một chai rượu như sao chứ? Đây là chuyện bình thường mà. Nói chuyện quan trọng, phòng bệnh sao rồi? Xem xong rồi. Bệnh viện này trước đây từng tiếp nhận một phạm nhân của tổ chức. Phòng bệnh đơn, phạm nhân có thể lập tức vào đây. Cậu chú Trần tốn công tốn sức rồi. Mới nhận được thông báo, bệnh viện lục quân Nhật có dư một giường bệnh bên đó. Xem đi, bệnh viện này không những điều trị nhanh, hơn nữa vô cùng an toàn. Tên phạm nhân đó cho dù có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không thoát được đâu. Người Nhật xưa nay coi trọng bệnh viện, canh gác ở bên ngoài còn nhiều hơn trong tổ chức. Tôi đoán đảng Cộng sản cũng sẽ không mạo hiểm đâu. Hàng Thành, có, đưa trưởng ban Trần đi xem phòng bệnh. Tôi tìm viện trưởng. Dạ. Trưởng ban Trần, mời bên này.
trông chừng cho kỹ. Dạ. Sao rồi? Chuyện nước biển vô là ngủ rồi. Cậu đã chào hỏi bên đó chưa? Bệnh viện có nói bệnh viện mỗi lần tới 9 giờ tối toàn bộ đóng cửa. Hơn nữa bên ngoài còn có quân cảnh canh giữ. Phải rồi. Tối nay cậu theo tôi tới nhà hàng Hoa Mẫu nha. Đi tham gia dạ tiệc nhậm chức của thị trưởng Mã. Tôi không đi đâu. Tôi làm biến xã giao lắm. Đây là nhiệm vụ, bắt buộc phải đi. Nhiệm vụ cái gì chứ? Tôi thấy cậu muốn quên quan thì có. Nói nghiêm túc, hôm nay người tới tham gia đều là danh nhân các giới. Cậu đi làm quen cũng tốt. Không muốn đi đâu. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Lo gì sau này chứ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, đi. Không đi không được sao? Đa số âu phục của tôi đều đặt ở tiệm này. Anh Phương, Tiểu Đào, anh tới rồi. Mời vào. Hôm nay muốn chọn kiểu nào đây? Hôm nay không phải tôi chọn, người anh em của tôi sẽ chọn. Tìm mấy bộ âu phục tốt nhất tiệm của cậu. Tối nay tôi phải tham gia một buổi dạ tiệc cực kỳ quan trọng. Nào. Dạ. Anh à, anh muốn lễ phục có màu gì? Màu đen đi. Có, đúng lúc có luôn. Anh Phương, tôi mới ra một bộ lễ phục màu đen cực đẹp. Hai anh ngồi một chút nha, tôi sẽ về ngay. Dạ. Khách Hải, tôi thấy nhà cậu còn thiếu phụ nữ. Nếu không cũng không tới mức cái bộ đồ vest tử tế cũng không có. Hai hôm trước chú Trần đã kêu thợ tới nhà rồi. Ai mà biết hôm nay cậu muốn quên quan chứ. Hơn nữa, nhà cậu cũng chỉ có lão Kim thôi. Anh à, lễ phục màu đen của anh cần có rồi. Để tôi xem. Đẹp đó. Khách Hải, tôi đảm bảo cậu mặc bộ đồ này vào sẽ toát lên khí chất cậu ấm nhà giàu lúc nhỏ của cậu. Theo tôi thấy, cậu cũng đổi bộ khác đi. Không phải muốn thể hiện sao? Thể hiện thì nổi bật một chút. Bộ trắng này rất hợp với cậu đó. Cậu nhìn đi. Vẫn là anh em của tôi có khiếu thẩm mỹ. Hôm nay chúng ta một trắng một đen. Đẹp trai ngất mất Thượng Hải luôn. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Mau thử đi. Kích cỡ không vừa, bây giờ họ vẫn còn sửa kịp đó. Lấy cà vạt cho tôi đi. Dạ có liền. Đưa tôi đi. Anh thử xem. Anh Phương, anh xem thích sợi nào. Khách Hải, tới chọn giúp tôi đi. Alo, kế hoạch có sự thay đổi. Gửi tới bệnh viện lục quân. Bên này sắp xếp xong rồi. Khách Hải, thay xong rồi sao? Phải rồi. Cái nào đẹp? Cái này đi. Nhìn bộ đồ của tôi thấy sao? Sao cái gì mà sao? Bộ đồ này đúng là may riêng cho cậu rồi. Được. Còn đứng ra đó làm gì? Tính tiền đi. Tôi muốn đi vệ sinh. Đêm hôm khuya khoắt đi vệ sinh cái gì chứ? Thật là ngại quá. Cảm ơn nha. Đi đi. Sao không? Mau đứng lên. Không sao, không sao. Coi chừng đó, cẩn thận nha. Coi chừng. Tới rồi, trưởng phòng Phương. Trưởng phòng Phương, nhìn bên này đi. Trưởng phòng Phương, bên này, bên này.
Trưởng phòng Phương, nhìn bên này nè. Chúng ta tới trễ nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh có gì muốn nói không trưởng phòng Phương? Chụp tấm hình có được không? Trưởng phòng Phương, chụp một tấm đi. Nếu chúng ta tới đúng giờ, sao có thể để họ nhìn thấy anh em chúng ta đẹp trai phong độ chứ? Nào trưởng phòng Phương, chụp một tấm chính diện đi. Bên này, chụp một tấm đi. Đẹp lắm, chụp tiếp nha. Chỉ nhìn thiệp mời không nhìn người. Không hổ là một dòng nước trong giới chính trị Thượng Hải.